chào quý chị và các bạn. Thì hôm nay em đang có mặt tại khu vực Hà Lam, muốn giới thiệu đến mọi người một công trình nhà ở sử dụng không kết cấu thép. Thì ngôi nhà này thì được thiết kế do một kiến trúc sư, thế nên là cái phần ngoại hình của ngôi nhà cũng như là cái nội thất của ngôi nhà cũng mang một cái cá tính riêng của anh. Và hôm nay cũng muốn chia sẻ với mọi người về cái phong cách và cá tính riêng của anh như vậy. Thì đây, như mọi người thấy đây, một ngôi nhà mang kiến trúc hiện đại và có một khoảng sân rất là rộng như này. Thì thường thì mọi người khi có một khu đất, mọi người hay xây một ngôi nhà thật là to, làm sao thật là rộng để nhìn thật là đẹp hoành tráng. Thì để tạo nên một ngôi nhà đẹp thì chúng ta cần kết hợp giữa không gian xanh và ngôi nhà để có một cái không gian sống thật là thoải mái và tiếp xúc với tự nhiên thật là nhiều. Đây, như mọi người thấy đây, khu vực sân vườn thì đều được trồng những cái cây hoa rất là đẹp như vậy. Thì cái phần tường bao này được sử dụng gạch đỏ xây thô và những cái khoảng hở như thế này thì tạo cái độ thông thoáng cho cái tường của mình. Và bước vào sảnh chính của khu nhà, đây chúng ta sẽ có bậc thang cấp đi lên. Bên cạnh là vị trí tủ đầy dép được tạo rất là tinh. Khi bước vào sảnh, chúng ta có một cái khoảng sân của sân vườn này thì tạo cảm giác gần gũi hơn với tự nhiên, giữ không gian xanh. Thì tầng 1 thì được sử dụng chính là khu vực phòng khách, phòng bếp và khu vực nấu ăn. Thì về cái kết cấu của ngôi nhà thì được sử dụng kết cấu thép để thô, để mộc và sơn đen. Phần trần thì được kết hợp với những cái lam gỗ sồi như vậy thì để đảm bảo được cái tính trung hòa, tự lạnh lẽo của những cái dầm thép, kết cấu thép. Tiếp theo là khu vực bếp và khu vực để xe. Và mỗi những phần tường còn bếp thì đều được ốp những viên đá để trong quá trình chúng ta sử dụng vệ sinh rất là dễ dàng và sạch sẽ. Tiếp theo thì đến khu vực tầng 2. Ngôi nhà thì được sử dụng cầu thang thép, mặt bằng gỗ. Vì cái cầu thang này được làm cạnh mặt tiền, thế nên là cái việc lấy sáng của cầu thang rất là đảm bảo và nhiều ánh sáng. Chính vì vậy, cái phần ô thang này gia chủ sẽ tận dụng để tạo những cái lưới nhìn rất là thẩm mỹ và trẻ nhỏ có thể có những khu vực vui chơi. Trên tầng 2 thì gồm có 2 phòng ngủ, một khu vệ sinh và một sân phơi. Như mọi người thấy đây thì toàn bộ phần trần, phần giặt thì anh đều được sơn đen những cái thép hộp như thế này, những cái thanh thép như thế này thì được để mộc hết. Và cái phần trang trí thêm là điểm nhấn bằng những cái lam gỗ để tạo sự nổi bật cho cái phần trần của chúng ta. Và bên cạnh đó thì cái phần sân thì cũng được anh tận dụng để mỗi khi sinh hoạt chung của gia đình thì có thể ra đây tận hưởng cái không gian ngoài này rất là thoáng đãng. Tiếp theo thì xin mời mọi người cùng đến với khu vực tầng 3. Khu vực cầu thang thì toàn bộ những cái phần thông tầng của cầu thang như thế này đều được bọc những cái lớp thép lưới để đảm bảo cái an toàn. Ví dụ nhà có con nhỏ thì sử dụng rất là an toàn. Tầng 3 thì gồm vẫn là khu vệ sinh được lối tiếp từ tầng dưới lên trên. Và bên cạnh đó là một sân phơi. Tiếp theo là một phòng ngủ cho bạn nhỏ. Hiện tại thì căn phòng vẫn đang quá trình hoàn thiện nên là chưa có thiết bị nội thất gì cả. Và trước mặt thì chúng ta sẽ có một phòng thờ. Vâng. Thì tất nhiên là mỗi gia đình đều có một cái phòng thờ riêng để chúng ta có thể thờ cúng ông bà tổ tiên. Thì toàn bộ những cái phần đèn trần của ngôi nhà thì được sử dụng đèn rọi dây, thì chúng ta có thể điều chỉnh ánh sáng, điều hướng ánh sáng, tạo điểm nhấn tại khu vực nào chúng ta có thể điều chỉnh ánh sáng của nó. Và bên cạnh đó thì một cái ban công, thì khi chúng ta có thể ra ngoài này thư giãn và hoàn toàn là nhìn được toàn cảnh cái cánh đồng, một tầm nhìn rất là rộng rãi, chúng ta có thể thư giãn. Và phần mái của công trình thì được sử dụng khung thép hộp và trên là lợp tôn lạnh để đảm bảo cái vấn đề chống nóng cho công trình. Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn đã xem video của em. Nếu mọi người thấy video của em hữu ích và hay thì xin hãy ấn một nút like và cũng như một bình luận để em có nhiều động lực hơn để chia sẻ mọi người nhiều công trình hơn. Và xin cảm ơn ạ.